năm loại côn trùng thời tiền sử còn nguyên vẹn trong hổ phách. Vì côn trùng là động vật thân mềm nên khi chết chúng không để lại bất kỳ bộ xương nào cho những nhà sinh vật học ngày nay khám phá. Vậy làm thế nào để các nhà khoa học nghiên cứu về côn trùng cổ đại mà không có xương hóa thạch của chúng? Và một trong những cách để nghiên cứu về chúng chính là hổ phách. Hổ phách được tạo thành từ nhựa cây cách đây hàng triệu năm. Chúng bao lấy các mẫu côn trùng rồi bảo quản chúng. Từ các mẫu hổ phách này, các nhà cổ sinh học có thể tái tạo lại cuộc sống trên địa cầu trong các giai đoạn nguyên thủy. Và dưới đây là những loài côn trùng thời tiền sử được bảo quản nguyên vẹn trong hổ phách. Gián cổ đại. Mẫu vật gián thời tiền sử Manipulator modificabilis có niên đại 100 triệu năm tuổi, được tìm thấy trong miếng hổ phách trong suốt tại khu mỏ Noepum, Myanmar. Mẫu hổ phách này có nguồn gốc từ kỷ phấn trắng sớm. Đây là một họ gián săn mồi đã tuyệt chủng, có hình dạng không khác nhiều so với bọ ngựa ngày nay. Loài gián ngày nay không thể xoay đầu dễ dàng mà chỉ có thể hạ thấp phần đầu bẹt theo chiều thẳng đứng khi ăn. Trong khi đó, những con gián tiền sử có một chiếc cổ dài cho phép chúng tự do xoay đầu. Chúng cũng có chân dài và mảnh khoảnh, giống như nhiều loài côn trùng săn mồi hiện nay. Mẫu vật gián này là một con côn trùng ăn thịt, có thể đuổi bắt mồi vào ban đêm. Điều này trái ngược với gián ngày nay, bởi chúng chỉ ăn sách cũ và các đồ phân hủy khác. Kiến ma cà rồng. Các nhà nghiên cứu tại Myanmar đã phát hiện ra một khối hổ phách có niên đại 98 triệu năm, bên trong chứa xác một loài kiến hút máu. Loài kiến này được đặt tên là Lingomermet bladi. Khác với cấu tạo miệng kiến thông thường, bladi có hai lưỡi kiếm lớn ở hàm dưới. Các nhà nghiên cứu cho rằng khi gặp con mồi, loài kiến này sẽ nâng hai lưỡi kiếm lên và đâm xuyên qua con vật xui xẻo. Hàm dưới của bladi có những đường rãnh giống máng nước, có thể đưa hemoglobin, một chất lỏng tương tự máu ở côn trùng vào miệng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là giả thiết. Ảnh chụp TX cũng cho thấy sừng của bladi được tẩm các hạt kim loại, có thể nhằm giúp chiếc sừng chắc khỏe và chịu được nhiều tác động hơn. Một số loài bọ cánh cứng ngày nay cũng áp dụng phương pháp tương tự với càng tẩm sắt hoặc kẽm. Kiến hút máu có một số điểm tương đồng với các loài kiến ngày nay dù chúng không có quan hệ trực tiếp. Ruồi cổ đại một sừng. Hóa thạch ruồi cổ đại một sừng được tìm thấy trong khối hổ phách ở Myanmar và được bảo tồn khá nguyên vẹn. Điểm độc đáo của loài ruồi này so với các hậu vệ sau này của nó là một chiếc sừng nhỏ mọc trên đầu. Các nhà khoa học cho rằng rất có thể chiếc sừng nhỏ đó chính là con mắt thứ ba. Chức năng của con mắt này được xác định là giúp loài ruồi cổ đại phát hiện những kẻ thù nguy hiểm dễ dàng hơn. Ngoài ra, cụ tổ ruồi khác với con cháu ngày nay ở chỗ chân dài và to hơn nên giúp nó có thể đậu chắc chắn hơn trên bề mặt các vật. Mặt khác, hình dáng của loài ruồi cổ đại này trông giống cơ thể của loài muỗi ngày nay. Hàm của ruồi cổ đại này khá nhỏ, rất thuận tiện cho việc hút chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Các nhà khoa học cho rằng cấu tạo cơ thể loài ruồi một sừng này là một bước tiến hóa quan trọng trong tự nhiên nhằm phù hợp với những biến đổi của môi trường trong hơn 100 triệu năm qua. Hơn nữa, cũng chính những đặc điểm khác biệt đó là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của loài ruồi một sừng, bởi cấu tạo chuyên nghiệp hóa quá mức của nó không còn phù hợp trong thời kỳ đá phấn trắng với sự xuất hiện của hàng loạt các loài sinh vật mới. Bọ chét cổ đại. Hóa thạch của một con bọ chét căng tròn máu khỉ được bảo quản hoàn hảo bên trong hổ phách đã được phát hiện ở Cộng hòa Dominica. Con bọ chét này căng tròn lên vì máu sau khi đã dùng bữa ngay trên cơ thể của một con khỉ, nhưng có lẽ nó đã bị tống khứ ra ngoài bởi hành vi bắt cháy bất cần của loài linh trưởng. Bị ném ra khỏi vật chủ, cơ thể con bọ vỡ ra. Khi nó chết, máu của con khỉ rỉ ra từ hai lỗ nhỏ trên lưng của con bò vào nhựa cây. Phần nhựa cây đó dần cứng lại và trở thành hổ phách, thứ đã bảo quản con bò trong khoảng từ 20 đến 30 triệu năm sau đó. Dưới kính hiển vi, ta có thể trông thấy những tia máu nhỏ, và đây là những tế bào hồng cầu hóa thạch của động vật có vú lần đầu tiên được phát hiện. Chúng sẽ giúp cung cấp những hiểu biết quan trọng về động vật có vú cổ xưa. Hiện nay, nó đã được đưa tới phòng thí nghiệm tại Đại học bang Oregon. Chuồn chuồn cổ đại với tình đại bà. Tại thung lũng Hua Can, Myanmar, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra một miếng hổ phách chứa xác của ba con chuồn chuồn kim bị kẹt cứng ở trong. Xác của ba con chuồn chuồn kim hầu như nguyên vẹn là điều rất hiếm hoi trong lịch sử cổ sinh vật thế giới, và điều này giúp làm sáng tỏ phần nào cách thức kết đôi của chuồn chuồn kim. Cuộc tình tay ba này có niên đại cách đây 100 triệu năm. Dấu vết trên hổ phách cho thấy chuồn chuồn đực đang giơ chân ra với hy vọng thu hút bạn tình. Dấu tích cổ sinh cũng cho thấy chân của chuồn chuồn đực dùng để quyến rũ con cái lớn hơn so với ngày nay. Màu sắc, kích thước của cánh chuồn chuồn kim cách đây 100 triệu năm cũng khác.
Ở phần giữa của chân sao, chuồn chuồn có một đôi mắt giả dùng để dọa những sinh vật định tấn công. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng đôi mắt này hoàn toàn có thể dùng để quyến rũ con cái. Các bạn vừa xem xong video 5 loài côn trùng thời tiền sử còn nguyên vẹn trong hậu phách. Và bạn có biết loài côn trùng nào nguy hiểm nhất trong thời tiền sử không? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và nếu thấy hay thì hãy đăng ký để xem những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.